Kính thưa quý vị, 97 tuổi đời, gần 70 tuổi đảng, nhưng ông vẫn còn minh mẫn, vẫn tự dặn lòng mình tiếp tục cống hiến cho đảng, mà thiết thực nhất là giáo dục con cháu trong gia đình và thế hệ đảng viên trẻ ở địa phương, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Ông là đảng viên Trịnh Thế Khoa, sinh năm 1926, hiện ngụ tại ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Một trong những chiến sĩ duy nhất trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, còn sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dù nắng hay mưa, với chiếc xe đạp cũ kỹ này, người đảng viên lão thành Trịnh Thế Khoa luôn là người có đúng giờ tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Bây giờ chi bộ, đảng bộ rồi thì ấy cũng cứ vận động này cho tôi nghỉ sinh hoạt để đỡ vất vả. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là trong cái lúc tôi vào đảng ấy, thì tôi hứa rằng tôi sẽ sinh hoạt đảng, phục vụ cho đảng đến hơi thở cuối cùng. Cho nên là tôi cứ sinh hoạt, các con tôi đó cũng bảo rằng là tôi bố có cần thì con đi họp là có gì con trao đổi với bố. Nhưng mà tôi bảo không có gì bằng cho được nghe. Mắt lấy tai nghe tôi đi trao cứ vậy đi. Đối với chi bộ thì cũng vận động bác là để cho bác nghỉ sinh hoạt, nhưng mà bác cũng như thế là không đồng ý. Bác nói là còn ngày nào mà còn có thể tham gia sinh hoạt được thì bác vẫn cứ tiếp tục tham gia sinh hoạt. Cho nên đó cũng là một cái tấm gương để cho cũng như tất cả đảng viên trong chi bộ cũng như học tập và noi theo. Lớp cha ông đi trước, lớp con cháu học tập noi theo. Đến nay, 5 người con trai và 9 người cháu nội của ông đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, mặc dù tuổi đã cao sức yếu, nhưng ông vẫn không ngừng tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phải nói là sinh hoạt với bác nay cũng là 5-7 năm rồi. Quả tình là tôi rất là khâm phục, rất là kính nể, cũng như là rất quý trọng cái tinh thần đảng viên của bác. Bác sinh hoạt rất nghiêm túc, đạp xe đạp đi là mấy gần cả hơn 2 cây số, bao giờ cũng là đúng giờ, rồi bao giờ cũng là nghiêm túc. Ông Trịnh Thế Khoa quê ở tỉnh Hải Dương, năm 22 tuổi ông bắt đầu tham gia cách mạng, công tác tại Ti Thông tin tỉnh Quảng Yên cũ. Đến cuối năm 1952, ông tham gia sư đoàn 312, và từ đây ông đã cùng đồng đội góp phần làm nên mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam, đó là tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Và ngay trong chiến dịch lịch sử này, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Theo như ông kể, niềm vui đặc biệt to lớn mà có lẽ cả cuộc đời ông không bao giờ quên, đó là 2 lần được gặp Bác Hồ. Lần thứ nhất là ngay sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, và lần thứ hai ông gặp được Bác ở Thái Nguyên. Nghe những suy nghĩ bộc bạch của ông, chúng tôi càng thêm trân quý ở con người ông về phẩm chất, tinh thần, đạo đức cách mạng và tính nêu gương của người đảng viên lão thành. Tôi thì bây giờ cũng mong muốn là làm thế nào kết nạp được nhiều những đồng chí xuất sắc ở trong địa phương, rồi để xây dựng để mà thay thế cho cái tuổi già của chúng tôi. Mong muốn của các đồng chí thanh niên để vào được đảng này mà phục vụ các đảng. Nay tóc đã bạc, mắt đã mờ, song ở ông luôn hừng hực lửa khi nói về những năm tháng chiến đấu. Tinh thần ấy tiếp tục được phát huy trong xây dựng cuộc sống mới. Trọn vẹn niềm tin theo đảng, những đảng viên lão thành cách mạng trên quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường như ông Trịnh Thế Khoa vẫn luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện, nêu gương sáng cho con cháu và nhân dân nơi cư trú học tập và noi theo.